Nguyên một bãi biển, một bãi tắm mà. Bãi đây là mùa hè đây tắm cho hơi bị đông. Đây cái bãi biển nó lải lải không? Nhưng mà mùa này nó chưa tới mùa hè nên hầu như người Nhật người ta đi ở đây họ đi lướt sóng buổi sáng sớm thôi. Chứ buổi trưa đây mà nó nắng thì chỗ nào cũng vậy, ở biển mà nó nắng buổi trưa thì thấy ít người ta lướt. Nay trời nó mới tầm 8 giờ rưỡi nên nó chưa có lên nắng nhiều. Đi nghêu đây cái con ấy quá trời đây luôn không? Kakura.
boy, Okita. After that, I get to go. Mine is Okita. Chỗ này biển này nước sóng đẹp lắm, biển sạch lắm. Sẵn cái quật keo lên. Đây mình mò nghêu, có nghêu đấy không à? Hôm nay mình mò nguyên được nguyên con nghêu bự. Hả? Nước ở đây cũng trong à. Cái biển ở đây trong à. Để đáy luôn. Nước đây gọi là mùa này còn lạnh, tầm tháng năm nó có nước còn lạnh, mùa nước á, hả? Nước lạnh, nước lạnh. Thế sao lúc nãy được nguyên con bự rồi? Đây có sữa không? Sữa đâu? Đá. Đá này lại không? Đá này nhẹ tâm, nhẹ tân à? Đi lấy mấy cục mà. Đúng đó.
chắc là nó sẽ vui rồi.